kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm qua do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và dòng xiết trên cao nên tại các tỉnh Bắc Bộ vẫn duy trì mưa rải rác. Mưa và gió rét làm nền nhiệt giảm thấp. Nhiệt độ thấp nhất đêm qua chỉ dao động từ 15 đến 17 độ, riêng một số nơi thuộc vùng núi cao còn giảm dưới ngưỡng 14 độ. Và ban ngày nền nhiệt tăng chậm, nhiệt độ trưa chiều chỉ phổ biến ở ngưỡng từ 18 đến 20 độ. Còn đối với các tỉnh ven biển Trung Bộ, ngày hôm qua mưa đã giảm hơn về diện và lượng. Tuy nhiên, tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Thừa Thiên Huế, trời vẫn duy trì rét về đêm và sáng với nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng 20 độ. Đến sáng nay, do dòng xiết hạ thấp nên mưa cũng lan xuống các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Quảng Bình, tuy nhiên lượng mưa không nhiều. Và ngày mai thì do không khí lạnh và dòng xiết trên cao suy yếu dần nên tại Bắc Bộ mưa sẽ có xu hướng giảm dần, nên nhiệt sẽ có xu hướng tăng. Trưa chiều có lúc trời mỏng mây và hứng nắng, nhiệt độ ban trưa có thể đạt ngưỡng từ 26 đến 28 độ. Tuy nhiên đây đang là tháng chính đông nên những ngày ấm áp này sẽ không kéo dài. Đến khoảng chiều tối ngày 1 tháng 12, các tỉnh miền Bắc nhiều khả năng tiếp tục đón nhận một đợt không khí lạnh mới. Trời sẽ chuyển nhiều mây và có mưa rào và dông. Gió trong đất liền mạnh cấp 3, cấp 4, vùng ven biển mạnh cấp 5, nền nhiệt giảm trở lại. Trời sẽ chuyển rét từ ngày 2 tháng 12, tức là ngày Chủ nhật cuối tuần. Đối với các tỉnh ven biển Trung Bộ, do đới gió Đông Bắc suy yếu nhanh nên mưa sẽ giảm hẳn và chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối. Có ban ngày, có nắng nhẹ. Nhiệt độ ban trưa sẽ có xu hướng tăng hơn và phổ biến từ 27 đến 29 độ. Riêng đối với các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ có thể tăng lên ngưỡng 32 độ. Sau đó đến ngày 2 tháng 12 thì đới gió Đông Bắc lại có xu hướng hoạt động mạnh kết hợp với yếu tố địa hình nên mưa sẽ bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó lan dần xuống các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ, nên nhiệt vì vậy cũng hạ dần. Tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do chưa có hình thế đặc biệt nào tác động, nên trong những ngày tới thì thời tiết ít có sự biến đổi. Ngày nắng, chiều tối chỉ có mưa dông cục bộ, thời tiết khá thuận lợi cho giao thông đi lại cũng như là các hoạt động dân sinh. Và sau đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong 3 ngày tới. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong ngày 30 và ngày 1 tháng 12, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi và ban ngày nền nhiệt có xu hướng tăng chậm, nhiệt độ trưa chiều sẽ phổ biến từ 26 đến 28 độ. Từ đêm ngày 1 đến ngày 2 thì mưa sẽ có xu hướng tăng hơn về tần suất, nên nhiệt lại có xu hướng hạ dần và trời chuyển rét. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 30 đến trưa ngày 1 tháng 12, đêm và sáng trời duy trì trạng thái là nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trưa chiều trời giảm mây hưởng nắng, với nhiệt độ cao nhất lên đến 26-28 độ. Từ chiều ngày 1 chuyển sang ngày 2 tháng 12, trời nhiều mây và có mưa, nên nhiệt lại giảm nhanh, trời chuyển rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong ngày 30 và ngày 1 tháng 12, trời chỉ nhiều mây về sáng sớm, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời ấm áp vào ban ngày với mức nhiệt cao nhất phổ biến ở ngưỡng từ 27 đến 29 độ. Sang đến ngày 2 tháng 12, trời chuyển nhiều mây và có mưa rào và dông, về đêm và sáng trời lại chuyển rét. Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động ở mức từ 30 đến 32 độ. Sang đến ngày 2 tháng 12, các tỉnh phía Bắc trời chuyển nhiều mây và có mưa rải rác nên nhiệt lại hạ dần. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, thời tiết khá thuận lợi, phổ biến ít mưa, ngày nắng vừa phải, nhiệt độ ban trưa chỉ dưới ngưỡng 31 độ. Tại khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới, thời tiết ít biến đổi, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào cục bộ với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Trong khoảng 2 ngày tới, thì khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, vẫn duy trì đới gió đông đến đông nam mạnh cấp 4, cấp 5, trời nắng ráo, ít mưa. Còn tại khu vực giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, vẫn duy trì đới gió đông đến đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Mưa dông chỉ diễn ra cục bộ với tầm nhìn xa trên 10 km. Sau đó, từ đêm ngày 1 tháng 12, do tác động của không khí lạnh, nên trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc của Biển Đông, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Trời chuyển nhiều mây và có mưa rải rác, làm tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Thưa quý vị, như vậy là từ ngày 30 đến khoảng trưa ngày 1, tại Bắc Bộ, thời tiết phổ biến có mưa một vài nơi, trưa chiều hửng nắng, tiết trời khá mát vào ban ngày. Sau đó, vào khoảng chiều tối và đêm ngày 1 tháng 12, do tác động của không khí lạnh tăng cường, nên toàn khu vực chuyển nhiều mây và có mưa, nên nhiệt lại hạ nhanh, trời chuyển rét từ ngày 2 tháng 12. Đối với các tỉnh Trung Bộ, trong 2 ngày đầu, trời phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng nhẹ. Sau đó, từ ngày 2 thì mưa lại có xu hướng tăng trở lại tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết có nắng đẹp vào ban ngày, chiều tối chỉ có mưa dông cục bộ với lượng không nhiều và kết thúc nhanh.
Bản tin dự báo thời tiết trưa nay xin được dừng lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.